Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách phân biệt tinh dầu xả. Cây xả có rất nhiều loại khác nhau, vì vậy khi nuôi trồng, chiết xuất và buôn bán xả, tinh dầu xả và những thành phẩm khác của cây xả, chúng ta cần phải am hiểu và phân biệt để chọn những sản phẩm phù hợp với mục đích, yêu cầu, công dụng mà chúng ta mong muốn. Những sản phẩm này đáp ứng được mong đợi của chúng ta. Hiện nay, trên thị trường tinh dầu, phân ra thành 3 loại xả, với tên gọi, hoạt chất và chức năng công dụng của chúng cũng khác nhau. Tinh dầu xả hoa hồng, hay còn gọi là xả hồng, thành phần chính của tinh dầu xả hồng là geranium chiếm từ 65-85%, thường dùng trong lĩnh vực dược và mỹ phẩm, hầu hết đều được sử dụng để pha chế mỹ phẩm. Ít sử dụng cho sông hương, số lượng người thích mùi xả hoa hồng dùng để sông hương, khoảng dưới 30%, giá cao nhất trong 3 loại xả. Tinh dầu xả chanh, thành phần hóa học chính chứa trong tinh dầu xả chanh là Nero từ 27-37%, Geranio từ 33-49%, Total Citran từ 60-86%, Geranion 1,5-10%. Geranin acetate, từ 0-6%, thường dùng cho sông hương và khử mùi, xua đuổi côn trùng, và một số chức năng khác, tỷ lệ người ưa chuộng mùi xả chanh chiếm tỷ lệ cao trên 80%. Chú ý, xả chanh, tinh dầu xả chanh, Lemongrass Essential Oil, là tên gọi của một loại cây xả, nhằm phân biệt với xả hoa hồng, xả Java, xả tía, vân vân. Mặc dù loại xả này có mùi hương như được hòa trộn giữa tinh dầu xả và tinh dầu chanh, nhưng không phải là tinh dầu xả và tinh dầu của chanh hòa trộn với nhau. Hiện nay trên thị trường, rất nhiều doanh nghiệp, cửa hàng bán tinh dầu, lại ghép hình ảnh trái chanh và cây xả lại với nhau, nhằm ngụ ý cho khách hàng hiểu, đây là tinh dầu xả chanh, đây là một quan điểm sai lầm và không am hiểu. Tinh dầu xả Java, thành phần chính trong tinh dầu xả Java là Geranium, từ 19-25%, Citronella, từ 31-39%, Geranio, từ 0-11%, Citronellon, từ 8,5-13%, Citronellin acetate, từ 2-4%. Tinh dầu xả Java có giá bán thấp hơn so với tinh dầu xả chanh và xả hoa hồng. Xả Java thường được sử dụng sông hương và sản xuất các chế phẩm mỹ phẩm và dược phẩm, làm dung dịch lau giữa nhà, mùi thơm mạnh, tỷ lệ người yêu thích tinh dầu xả Java vào khoảng 60%. Hiện nay trên thị trường bán lẻ, không ghi thông tin tinh dầu xả gì, mà thường gọi chung chung là tinh dầu xả, vì vậy mà người tiêu dùng rất khó phân biệt là xả gì, và mua để sử dụng vào việc gì. Ghi nhãn tinh dầu xả thường xảy ra ở các công ty, cửa hàng thiếu chuyên môn và kiến thức, hoặc nhãn ghi đơn giản như vậy, để nhằm trục lợi người tiêu dùng, bởi vì giá của các loại tinh dầu xả chênh lệch nhau khá lớn. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy đăng ký kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Nếu video hữu ích, mong bạn hãy bấm vào biểu tượng like hay thích bên dưới video và bình luận ngay phía dưới video để chúng tôi có động lực làm những video tiếp theo. Hoặc các bạn muốn chúng tôi làm video về chủ đề nào, các bạn vui lòng bình luận ngay phía dưới video này. Xin cảm ơn các bạn.